sao chuột chuối sợ ánh sáng mặt trời? Chuột chuối là loài vật ăn côn trùng sống trong đất. Chúng thường đào hang trong lớp đất tơi xốp, ẩm ướt và đẻ con ở đó. Chuột chuỗi con khi đã lớn vẫn sống ở trong đường hầm đào dưới đất. Chuột chuỗi rất ít khi đào hang, làm tổ dưới lớp đất sét hoặc đất cát. Chung quanh tổ của chúng thường có đường hầm, bốn bề liền nhau. Do trong hang luôn ẩm ướt nên giun đất, nhện, sét, sen dễ dàng sinh sôi, trở thành món ăn sẵn sàng cho chuột chuỗi. Chuột chuỗi lúc nhỏ, mắt hãy còn mở rất to. Đến khi cơ thể lớn dần lên, mắt bé đi, cuối cùng thì nặn sâu vào dưới lớp da, thị lực thoái hóa hẳn. Lúc đó, nó chỉ có thể phân biệt rất ít về sự sáng tối. Những đặc điểm cấu tạo này được hình thành do sự thích nghi sống lâu dài với môi trường thiếu ánh sáng trong lòng đất. Vì chuột chuỗi qua một năm không lên mặt đất, cái chính là không tiếp xúc với ánh sáng, cho nên không quen với sự chiếu sáng của mặt trời. Thân nhiệt của chuột chuỗi cao hơn thân nhiệt của người 2 đến 3 độ C. Trong cơ thể nó không có cấu tạo thích nghi với sự tỏa nhiệt. Nếu bị ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào cơ thể, làm nhiệt độ cơ thể biến đổi lớn, tần số hô hấp của nó sẽ tăng lên. Nếu bị nộ sáng hơi lâu, nó sẽ rơi vào trạng thái hôn mê nóng và có thể chết. Chúng mình đã hiểu vì sao chuột chuỗi sợ ánh sáng mặt trời rồi phải không nào? Hẹn gặp lại các con!